CNBC dẫn lời thẩm phán Juan Merchant cho hay ông Trump sẽ được xét xử tại New York vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Ông Trump trước đó bị truy tố với 34 tội danh liên quan tới việc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu những khoản tiền được chi nhằm ngăn các thông tin tiêu cực về ông trong thời gian vận động tranh cử năm 2016. Thẩm phán Merchant yêu cầu ông Trump không tiết lộ thông tin mà các công tố viên đã cung cấp cho các luật sư của ông để phục vụ quá trình bảo chữa. Phiên xét xử ông Trump sẽ diễn ra vào thời điểm các cuộc bầu cử sơ bộ được tiến hành để chọn ra ứng cử viên chính thức của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Đây cũng là thời điểm các ứng cử viên Tổng thống tranh thủ vận động cử tri. Tòa án ấn định ngày xét xử là 25 tháng 3 năm 2024. Ngay giữa lúc bầu cử sơ bộ, đây gọi là can thiệp bầu cử. Ông Trump viết trên mạng xã hội Trip social theo thẩm phán merchant ông không có ý làm hạn chế khả năng tranh cử của ông trump và cựu tổng thống mỹ hoàn toàn có thể bác bỏ tự bào chữa cho bản thân trước các cáo buộc tuy nhiên ông trump có thể bị coi là xúc phạm tòa án và bị trừng phạt nếu không tuân thủ phán quyết bảo mật của tòa đưa ra